của tính kiềm để giúp tăng cường khả năng miễn dịch và ăn ngon miệng. Ngoài ra, đào có thể trở thành nhiều loại món tráng miệng hấp dẫn. Cái đoạn nhạc của hôm nay Khang, cái đoạn nhạc biểu diễn trên sân khấu đó. Vật, trái cây tiêu biểu của mùa hè được gieo trồng trên toàn tỉnh Kiêng Sang Búc. Không. Gần đây, đó cái dàn dàn nhạc của hôm đó. Vừa tốt cho sức khỏe, vừa thơm ngon. Đồng thời, đào có nhiều vitamin C, điều phải nhiều đặc biệt yêu thích. Vật đây đi của Kiêng Sang Búc tương đối cứng, tuy có bóng và có độ hoàn cao. So với hoa quả khác, vật đây đi có thể hạ sần dùng bán và có thể để chế biến thành các thực phẩm có lợi cho sức khỏe, như mức, ngon điều. Súp gà hả? Ủa súp gà bên đây nè. Đây là món đó, món bánh gạo xào. Súp gà đây nè. Không có thấy làm cái chồng cái gian cái chồng trứng trứng gà thiệt luôn à. Camera này, cái camera hành trình đó, đó, ừ, đó. Qua nhà nhân quá kìa. Khu vực triển lãm xi mau hả? Okay.
빙고 그 헝그리 헝그리 씨 헝그리 베리베리 헝그리 어 베리베리 헝그리 Thằng kia kìa, giật chuông ha. À. Giật ngang. Ngang qua. Ngang á, ngang ở chỗ đó. Giật ngang qua hướng đó. Ừ. Mạnh lên. Cái nữa. Vô trong cái vỏ để ba mang cho rồi chơi. Ừ. Chơi đi, chơi đi. Kìa kìa, sắp sắp. Chơi, chơi đi con. Ai chơi á? Kìa. Chơi đi con. Chơi con chơi đó. Mình đang chơi con chơi quá, cây luôn, mệt quá. Mình phải xuống quê cho mấy quả chơi. Chơi mình đi bỏ. Lắm à, phải dễ đâu. Tại tiền chúng chúng mặt em á. Rồi ra ra mình này mình này mình này mình này. Con muốn mặc đồ không? Mặc đồ Hàn Quốc giống như mấy chú này không? Mà thấy thấy đâu? Đó, đồ đó, đồ đằng kia kìa. Đó xếp hàng mặc đồ. Đây nè Khang ơi, xếp hàng đây nè con. Hay là đông quá thôi lúc khác đi ha. Ở đây là chơi đấy nè, chơi đây nè. Anh chơi gì vậy? Không biết nó chụp hình hay gì mà. Hay đừng để mất thời gian đi một vòng đi. Đi một vòng đi hả? Kiếm khác đi hả? Con muốn mặc đồ thì nói với chú này nè. Nó nói chú này cho con mặc. Này Khang, vẽ hình này Khang. 113.
Ủa? 113 nhỉ? Con vô à? Chưa. Hết số rồi. Đăng ký á. Đây nè. Dông. Đây bán đồ, bán đồ. Ừ. Bên này có phim nè. Bên này có phim nè Khang. Bên này có phim nè. Qua đây qua đây nè, quên chỗ mấy chú không? Bị vẽ hình đó chị. Có bình chân lên rồi. Đây đây nè Khang. Ủa? Nè, nhìn nè. À nè, bên đây nè, chỗ đó đó. Bên này nè. Kìa đăng ký vé kìa, xin vé đi coi phim kìa. Nè, xin vé đi coi phim, xếp hàng đi. Ba D. Hai mốt giờ đó. Không, con coi một mình đó, con một mình thôi. Vậy hai bé. Thì con người Hàn mà, phải người Việt đâu. Con thấy cái kiếm á, cái kiếm của nhà vua hồi xưa đó. Thấy không? Cái vương miện á, cái vương miện với cái đai á, cái đai bụng á.
Cái đó cái hầm mộ. Rồi cái hầm mộ của nhà vua á, người ta khai quật. Kìa kìa vô coi 3D kìa. Để vô ta đăng ký. Ủa, cái đường vô đường nào ta? Coi đó. Trải nghiệm á. Con hỏi coi, kìa kìa, đó. Con hỏi cô coi. Kìa kìa, đứng cho cô mở cửa cho vô kìa. Cô cho coi đó. Vé là vé nãy đó. Vé nãy đâu? Không mừng, cô người ta là vé khác. Thôi coi cái vé gì. Còn cái vé này là vé coi cinema đó đó. Ra xin cái vé coi cái VBG á. VBG á, đi ra xin cái vé VBG á mới coi. Chỗ hồi nãy á con. Chỗ hồi nãy đó. Con đi con coi đi. Chụp hình đứng trước cái ống kính đó, rồi nhấn chụp hình á. Con thấy bên ngoài đó, thấy không?
đi coi trang phục nè Khang ơi, cái đó có gì đâu. Khang coi trang phục cổ của người Hàn Quốc nè. Mấy cái đó còn đi qua bên cái gian hàng bên kia cũng có nữa. Mấy gian hàng bên kia có nhiều cái chỗ coi đó. Mỗi một tỉnh có một cái trải nghiệm đó. Đâu thì đó mở vô đi. Rồi xếp hàng vô ba một vé nữa. Tao có phải xếp luôn. Ừ.